Ui, 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 có cả trứng nữa này. Ui chị, ui nhiều trứng đấy. Ui, nhiều trứng chưa? Ui, ui, này, chị vào đây chị xem nào. Này chị vào đây chị xem. Cái gì? Xem trong đây có trứng không? Không có. Cái gì chị? Ui, cái gì ấy? Cái gì chị? Không biết cái gì cơ. Chị chân luôn. Cái này này. Nữa. Cô gái nằm giữa đường rồi. Ui, hình như có hôm trước hay sao ấy. Hình như cô gái có áo vàng hôm trước. Cực kỳ Huynh ơi. Ui, ui, có nhìn thấy đâu đâu. Không nhìn đâu đâu mà. Ui, hình như cô gái bị con hồ ly tinh cắn sao ấy. Hình như cô gái bị con hồ ly tinh cắn rồi. Nhập với sao, ma nhập với sao ấy. Ma nhập với sao. Ui, cô sợ. Người luôn. Bây giờ mình có mỗi tay thôi. Bắt người rồi anh em ơi. Ui, tay tẩm máu anh em ơi, tẩm máu rồi. Đây là cái hang của mộ phù thủy anh em ạ. Đây là hang nghìn năm anh em nhá. Có hồ ly tinh sống nghìn tuổi trong đây anh em ạ. Ôi, bà tiếng nó gừ trong đây. Huy nó vẫn đang nhai người sao ấy. Quá trưởng thật, nó nhai người có tiếng gừ gừ luôn anh em ơi. Gừ trong đây em ơi. Đánh đám đây nè. Kinh khủng chưa anh em ơi.
Đây là một cái hang ổ của nó anh em nhá. Hôm nay mình sẽ đào tan cái hang rồi. Mình sẽ đốt cháy nó luôn. Tập chết luôn này. Cả hồi tinh ngọc kỳ chúa nó ra đây. Ôi nhìn thấy nó chưa anh ơi? Hồi hộp quá anh em ơi. Rất là hồi hộp nhá. Hang rất là sâu. Hang con này là sâu 4-5 mét luôn. Cực kỳ kinh khủng luôn anh em ơi. Sẽ vào, đào lốt ra anh. Đào rộng ra sao anh em mình sẽ vào nhá. Đấy, cái cửa hang của nó đang ngụy trang cái cửa hang anh em ạ. Anh nhìn đầu trắng trắng rồi. Thực ra đây là một trong những cái hang của nó rất sâu anh em nhá. Nó ngụy trang đấy. Ui trời. Ui. Đồ trắng tinh. Đâu. Thế vào ra nào, đến vào ra nào. Đào sâu quá. Đào sâu ra sâu vào nhá. Đào còn đấy ui ui 100 mét. Vào xem nào, vào xem nào ơi. Đến vào xem nào. Ui. 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 Ui xui. Nhìn ra ngoài đây nhá. Bẹ nó thấy mình đảo nó ấy ra này. Nhìn nó ra nó canh ui, cái canh ui. Nó không cho mình vào anh em ạ. Đây là một con quỷ chúa anh em nhá. Con quỷ chúa này nó canh giữa cái cửa hang của con cho con hồ ly tinh. Kéo hồ ly ầm lâu nãy mình không thấy hồ ly tinh rồi. Hồ ly tinh kéo đang lột xác rồi. Hồ ly tinh lột xác rồi. Anh em ơi hồ ly tinh lột xác rồi. Ui ui. Sao đây? Cẩn thận nó vào nó hút nó lấy gạo để lột xác nhá anh em nhá. Hồ ly tinh. Bá trưởng luôn anh em ơi. Ừ, hóa ra là hồ ly tinh bắt nột xác. Mày chết tao đây thôi. Ui, mày chạy đâu chặt cúp đầu anh ơi, bẻ đầu luôn. Ngu lắm con này. Con này ngu em ơi. Con này nó chỉ có sức mạnh thôi nhưng mày... đầu nó như cái đầu đất thôi anh em ơi. Mày chết với tao. Ui. Ai gà con đầu quỷ chúa. Ai giết 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 con. À. Mày này. Bẻ bẻ cổ. Ui sao nó được. Ui. Nát bét rồi. Ui. Nát bét cổ rồi anh em ơi. Cái đầu rồi. Ai mà lôi lốt ra. Nó chết cái cổ. Wow. Anh em ơi hôm nay là con quỷ chúa chết rồi nhá. Hồ ly tinh đang lột xác anh em ạ. Hiếu đang vào bắt hồ ly tinh nhá. Hàng sâu lắm. Vào đi. Anh nó kìa tao tao rồi. Lôi ra đây. Lôi hẳn nó ra. Ui a. Ui. Lôi tao rồi. Mày. Anh em ơi đây là một cặp trùng tinh rồi. Nó như cặp cái đầu nâu nữa. Ôi. Ui bà. Nó chưa đẻ con trong cái đầu nâu này. Cái đầu nâu tinh nhá, nó gọi là trùng tinh anh em nhá. Hóa trưởng một cặp luôn. Nó gặp ra anh em ơi. Ui ui. Ui ui ui. Ui ui ui. Ui ui ui. Mày sợ người sao? Mày sợ anh em ạ. Sợ hút thêm máu của người rồi. Đúng rồi. Hồ ly tinh hút máu người chỉ mỗi sợ vàng khe và đỏ mắt đỏ. Cả mắt nó không thoát được máu ra. Ui, ui, kinh thế. Đầu, nhìn mắt rồi. Ôi. Mày, xem ra nào. Ôi, ôi. Nhìn hàng sau rồi. Đi. Trời ơi. Chạy đi. Chạy đi.